Tối qua, sau khi hội quân tại Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, đội tuyển U20 Argentina đã có chuyến bay kéo dài 15 tiếng đồng hồ để di chuyển sang Việt Nam du đấu. Và vào lúc 14 giờ chiều nay, mùng 8 tháng 5 năm 2017, toàn bộ 39 thành viên của đội đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Việc phải trải qua chuyến bay dài cộng với sự thay đổi múi giờ đã khiến cho các tài năng trẻ của xứ Tango tương đối mệt mỏi. Tuy nhiên, với sự đón tiếp nồng nhiệt và chuyên nghiệp của hội cổ động viên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần của các cầu thủ U20 Argentina đã cải thiện phần nào. Theo kế hoạch, sau khi hạ cánh tại sân bay, các cầu thủ và ban huấn luyện U20 Argentina đã được đưa về khách sạn Grand Hotel Sài Gòn nghỉ ngơi. Dự kiến ngày mai, mùng 9 tháng 5, đội sẽ có buổi tập làm quen với sân vận động Thống Nhất. Trước đó 2 giờ đồng hồ, đội tuyển U20 Việt Nam cũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho trận đá giao hữu với U20 Argentina vào lúc 19 giờ ngày mùng 10 tháng 5 tới. Tại đây, tân đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã có những đánh giá về trận đấu sắp tới. Tuyển Argentina là đội tuyển rất là mạnh và hội tụ những cầu thủ giỏi và một huấn luyện viên giỏi. Đấy sẽ là một trận đấu rất là hay với hai đội. Sau khi hạ cánh an toàn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã di chuyển vào khách sạn Đệ Nhất nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, vào lúc 18:30 tối nay, mùng 8 tháng 5, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tập buổi đầu tiên tại sân vận động Thống Nhất. Bước tập dượt cuối cùng trên con đường thực hiện sứ mệnh lịch sử, cùng đồng hành với đội tuyển U20 Việt Nam. Tiếp đón ông vua giải trẻ đội tuyển U20 Argentina. Trận cầu World Cup U20 Việt Nam, U20 Argentina, 19 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giấc mơ bao năm dang dở, Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội viết tiếp giấc mơ. Hãy cùng dõi theo U22 Việt Nam đụng độ nhà vô địch 6 lần World Cup U20. Bắt đầu hành trình thách thức U22 Việt Nam, U20 Argentina, 19 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2017 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.